hello tôi rất vui lại xin thân ái cho các bạn mình uh, thấy là có nhiều bạn rất là lo lắng về vấn đề mà uh, cuộc chiến khí đốt giữa nga và Âu châu ha đặc biệt là nước đức nhiều bạn cứ lo lắng hỏi mình rồi uh, nga cấm dẫn khí đốt như thế rồi ảnh hưởng tới uh, có ảnh hưởng tới việc mà học nghề tới ảnh hưởng tới uh, người dân nghèo ở đức hay không các bạn ha bởi vì là cấm vận của Nga đã làm cho giá khí đốt ở Đức tăng gấp 5 lần, 6 lần ha. Thì nhiều bạn lo lắng rồi nói là cảm giác là không yên tâm nếu mình qua đây học nghề. Thì liệu giật à, à, giá leo thang như vậy liệu mình có học được nghề hay không? Thì mình nói để các bạn yên tâm mình để hai đường link. Là ngày hôm nay á là nước Đức đã quốc hữu hóa cái công ty mà à, cung cấp khí đốt à, cho nước Đức ha nước Đức quốc hữu hóa tức là công ty đó sẽ nằm dưới sự điều hành của chính phủ không còn của tư nhân nữa còn ngày hôm qua thì nước Đức cũng quốc hữu hóa ba công ty hóa dầu của Nga ha có Nga có cổ phần trong đó nước Đức à, quốc hữu hóa luôn tức là vấn đề xăng dầu vấn đề năng lượng xăng dầu khí đốt là bây giờ nắm trong tay của chính phủ chính phủ sẽ điều hành chuyện này không còn trong tay tư nhân nữa tức là đó là biện pháp của nước đức dùng để mà giải quyết cái vấn đề là nghe cấm vận khí đốt à, cho đức và Âu châu ha thì như mình nói trong video trước rồi mình nói là tính chất của người Đức là họ là một cái lò xo cứng các bạn càng ép thì lò xo đó nó càng buông mạnh ha thì nước Đức chính phủ vẫn đang dần dần điều hành những cái công việc để giải quyết cái vấn đề này và chính phủ đang hợp bàn là hôm qua thời sự cũng nói mình đưa hai đường link của thời sự hôm qua và hôm nay cũng nói là chính phủ đang hợp bàn để tìm cách đang tìm ra phương hướng là À mỗi gia đình sẽ được trợ cấp 300 euro, nghĩa là những gia đình khó khăn, thu nhập thấp và những gia đình mà hưởng uh, trợ cấp an sinh xã hội của Đức á giống như bạn mình ở bên Asinac á, tức là bên Đức gọi là những uh, gia đình mà ăn H H4 tức là uh, hưởng trợ cấp xã hội đó thì sẽ được chính phủ trợ cấp 300 euro để mà tài trợ cho cái việc là giá uh, năng lượng lên cao ha là giá lò sữa sẽ là lò sữa sau lưng mình à, à sẽ bị mắc lên vì cái việc cấm giận khí đốt của Nga đó à, các đảng đang bàn thảo sẽ làm như thế nào đó rồi có ý tưởng là đưa ra là tăng tiền trợ cấp tiền con lên nhưng mà đã bị bác bỏ nó là nó quá đắt quá đắt cho chính phủ ha À, tại vì nếu mà tăng trợ cấp tiền con thì tất cả là gia đình khá giả. À, nghĩa là tiền con ở bên Đức á, là gia đình khá giả hay là gia đình bình thường hay gia đình mà hưởng an sinh xã hội Đức tiền con đều ngang nhau. Thì như vậy thì những gia đình khá giả tiền con cũng sẽ tăng lên thì chính phủ chịu không nổi thì chính phủ nói là chỉ trợ cấp 300 euro cho những gia đình khó khăn. Thì nếu như, nếu như vậy các bạn đi học nghề, người ta cũng nói luôn, những người đi học nghề cũng sẽ được cái trợ cấp này thì các bạn yên tâm ha, sẽ được 300 euro đó nhưng mà người ta đang dự thảo thôi, chưa đưa ra luật nha các bạn. Đang dự thảo là cái mức 300 euro hay là hơn nữa hay là ít đi. Mà trong đó người ta cũng nói cho các bạn nghe kỹ thời sự người ta nói trong đó. Người ta cũng nói là những sinh viên, học sinh học nghề đó cũng sẽ được hưởng cái trợ cấp này. Mình nói để các bạn yên tâm mà học tiếng đức để yên tâm mà qua đức đi các bạn mà cứ nghe thời sự nói này nói nọ mà các bạn mà uh, phân vân các bạn mà chần chừ các bạn lại là sợ hãi á, thì mình nói là các bạn mắc một sai lầm rất là lớn đó là các bạn bỏ lỡ một cơ hội mà cơ hội nó đi qua mình tìm lại nó rất là khó ha uh, các bạn nhìn thấy là mình coi kể cả những chương trình như hiện tại đang có chương trình là ca sĩ mặt nạ đó thì những ca sĩ mà mang mặt nạ lên đó là họ bây giờ họ không hoạt họ mà nó ngưng một thời gian dài không hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc nữa họ bị như cái này bị những cái kia họ đã ngắt giữa chừng tức là họ đã khi họ tâm sự họ nói là cái cơ hội của họ nó bị tuột tuột có nhiều nguyên do thì mình nói với các bạn là chúng ta hãy có phải một cái tinh thần một tinh thần thép đó các bạn một khi bạn đã học tiếng đức bạn đã dự tính rằng bạn đã lập kế hoạch bạn qua đức học nghề hay là qua đức du học đại học thì bạn sẽ đi tới cùng dù cho cái gì nó xảy ra đi nữa mà cái con đường của bạn bạn sẽ đi tới cùng cái chuyện mà uh, nga cấm dẫn khí đốt rất là nhỏ rất là nhỏ ở đức nha các bạn người dân đức họ không có sợ hãi gì hết là họ chỉ khó chịu thôi à, à, chúng ta chỉ cần tiết kiệm một chút thôi người dân đức họ sẽ tiết kiệm đi à, những cái gì mà họ chi tiêu mà trước đây họ phóng khoáng thoải mái chẳng hạn mua hàng hiệu hay là họ lập kế hoạch mua xe hơi mới hay là cái gì đó mà nó hơi xa xỉ họ ngưng đi là xong đâu có gì đâu họ không mua nữa à, à, định là tổ chức đám cưới hoành tráng chẳng hạn thì họ tổ chức đơn giản thôi đó à, những cái gì mà nó lú suốt họ ngưng đi là xong là dư sức để mà sửa ấm ha và hôm nay là thời sự mình đưa cái đường link hai đường link thời sự hôm qua và hôm nay thì hôm nay thời sự cũng nói là nước đức đã dự trữ được cái nguồn khí ga dự trữ lên tới 90% rồi mà theo ước tính là lên tới 95% là sẽ vượt qua được con khủng hoảng khí khí đốt này nha các bạn. À giờ nước Đức đã dự trữ tới 90% rồi. Và nước Đức đang có những cái nguồn tức là hôm nay là Ngày ngài thủ tướng Đức sẽ bay tới Ả Rập Xê Út, bay tới những nước Trung Đông để mà tìm cách mà thương thảo những hợp đồng cung cấp khí đốt và cung cấp dầu hỏa thay thế cho cái nguồn cung cấp của nước Nga. Nha. Và thời sự cũng nói là những nước đó cũng rất rất là mong muốn được bán sản phẩm của dầu khí và khí đốt của họ cho nước Đức và Âu châu bởi vì bán qua đây thì cái giá nó cao hơn. Đó. Cho nên người ta cũng là uh, mong muốn là cả hai bên sẽ có một cái hợp đồng cung cấp nguồn năng lượng cho Âu châu và hiện tại đang có một nguồn năng lượng khác nữa là từ thụy điển hay là na uy gì đó à, nghĩa là những nước bắc âu á họ cũng đang là có dầu hỏa và nguồn khí đốt thì họ sẽ tăng cái sản lượng lên đồng thời là phía ở bên hà lan cũng thế sẽ tăng sản lượng cung cấp cho nước đức thì như mình nói để các bạn yên tâm rằng là cái cuộc khủng hoảng này nước đức đang dần giải quyết kể cả cho người dân diện uh, tài trợ thêm tiền cho người dân đồng thời tìm kiếm những cái nguồn thay thế cho nguồn cung cấp của nước nga để các bạn uh, yên tâm rằng là không có hoang mang không có nao núng không có tinh thần lung lay <laughs> mà bạn phải vững chắc như là cái tre ấy đó việt nam mình có cây tre mà uh, ý chí tinh thần như cây tre uh, bó chặt lại uh, là bảo tám gì tre vẫn dương lên mạnh mẽ ha thì bạn phải là cái tre chứ bạn đừng có mà mới mà nghe sơ sơ vậy cái là đang học tiếng đức mà gặp thấy tiếng đức nó khó nữa đó thôi ông kia ông cấm khí đốt rồi qua bển tôi lạnh tôi cấm tôi chết rồi qua bển rồi ừ, nước đức rồi chắc là kinh tế xuống Rồi kinh tế suy si sụp rồi chắc nước đức không có cho tôi du học nghề nữa đâu bạn nghĩ như vậy là sai lầm ha và bạn bỏ mất cái cơ hội đó là một bạn mà bỏ lỡ cơ mất cơ hội á thì đó là một cái lỗi một cái sai lầm mà sau này 5 năm sau bạn nhìn lại bạn để tuột mất cơ hội này á bạn nhìn lại thì bạn sẽ ân hận vô cùng mình nói thật các bạn á tuổi trẻ chúng ta sẽ đi qua mỗi năm cái tuổi sẽ tăng lên à, mỗi cơ hội nó sẽ khác đi à, nếu bạn không thực hiện nó ngay bây giờ á à, thì cái tuổi của ta tăng lên tăng lên tăng lên nữa rồi bao nhiêu thứ nó sẽ đến với chúng ta lúc đó chúng ta muốn quay trở lại đức để uh, du học nghề hay du học gì đó thì nó lại càng khó khăn hơn rồi chúng ta tuột mất cái cơ hội luôn rồi rốt cuộc là nhìn lại uh, mình thêm 5 tuổi rồi mình thêm 10 tuổi rồi uhm, hết cửa qua đức rồi đó qua đức không còn nghĩa là không còn một cái uh, giống như là một cơ hội tốt đẹp nhất một cái chín mùi nhất <laughs> à, lúc này mình qua đức là chín mùi nhất chẳng hạn bây giờ bạn 26 tuổi bạn qua đức bạn học 3 năm bạn bây giờ bạn hai tuổi bạn bắt đầu nè bạn học từ đức mất một năm đi cho giỏi là bạn học 6 tháng được bằng b 1 thì mất nửa năm là 26 tuổi rưỡi rồi bạn làm thủ tục hồ sơ mất vài tháng nữa đi nếu mà bạn làm nhanh cho là một tháng đi đó, thì khi bạn qua Đức bạn bắt đầu bước vào học Bạn 27 tuổi 27 tuổi bạn học xong Bạn 29 tuổi Thì bạn đã đi làm cũng là 30 tuổi là nửa bắt đầu nửa đời người rồi Tự nhiên bạn đang tiến hành học tiếng Đức Cái là bạn nghe cái vụ ga khí đốt này Cái bạn trùng bước mà nói thôi uh, chắc là tôi để sang năm ha uh, thôi tôi không không tiến hành nữa đâu tôi ngưng đó. Tôi không qua Đức nữa đâu. À, tôi thấy cái, cái vụ ra khí đốt này tôi hại quá, tôi sợ quá. Rồi cái là sang năm bạn 27 tuổi. Thì nếu mà sang năm mọi thứ nó suôn sẻ thì tới 28 tuổi bạn mới qua Đức. Thì tới 31 tuổi bạn mới học xong. Đó. Thì tôi mình hỏi bạn một người 29 tuổi nộp đơn vào một công ty và một người 31 tuổi cùng trình độ nhau nộp đơn vào công ty thì cái công ty người ta vẫn nghĩ là cái thằng trẻ này nó có hướng phát triển hơn là cái thằng 31 ha mình mình chỉ nói như vậy thôi nha mình mình chỉ nghĩ theo cái gì mình nghĩ nha càng trẻ mà tài cao công ty nó thích hơn vậy thôi rồi mình càng trẻ mình lập nghiệp mình làm start up. mình vẫn còn nhiều cơ hội hơn nếu mình lỡ thất bại mình còn thời gian mình làm lại còn mình lớn tuổi lên mình còn phải lập gia đình nữa con người ta đến một lúc nào đó cái gia đình nó sẽ nhảy vô <laughs> anh không thể chờ tới 40, 45, 50 mươi mới lập gia đình nó, nó, nó trễ tràn quá anh sinh con đẻ cái rồi làm sao đây anh ừ, anh 50 anh mới sinh con anh 70 con anh mới học xong phổ thông à đó có những cái giai đoạn khi chúng ta còn trẻ chúng ta không nhìn thấy còn mình mình nhìn thấy nè có những giai đoạn nó rất là đẹp rất là tốt đẹp nhất cho chúng ta thì chúng ta cái sung xu nghĩa là cái, cái sức trẻ rồi cái uh, kiến cái, cái cái sự tiếp thu kiến thức rồi cái hoài bão rồi những cái khả năng những cái kỹ năng lúc chúng ta còn trẻ từ khoảng 20 tới 30 là nó mạnh mẽ nhất nó phát triển cao nhất tốt nhất các bạn qua tuổi 30 là nó đúc kết nhiều kinh nghiệm thôi nó đúc kết nhiều cái trải nghiệm thôi nhưng mà cái tuổi mà phát triển tốt nhất vẫn là từ 20 tới 30 mươi cứ bạn trong lứa tuổi này mà bạn cứ mà chần chừ chờ đợi bạn cứ là rụt rè bạn cứ cái lý do này lý do nọ mà bạn không tiến hành một cái gì hết á thì khi bạn qua 30 á, thì nhiều cơ hội bắt đầu đóng dần đóng dần đóng dần 30 cũng phải nghĩ tới lập gia đình chứ cũng phải nghĩ tới bây giờ nếu con trai cũng phải đi kiếm bạn gái chứ còn nếu mà bạn gái cũng phải nghĩ tới là uh, mình cũng phải lập gia đình chứ 40 tuổi mới sinh đẻ thì trễ tràn quá rồi sức khỏe có không mà nuôi con đủ thứ ha mình nói cái gì mình thấy mình nói vậy thôi thì quyết biện định nhớ là các bạn mình nói những vấn đề nước đức đang giải quyết và dần dần nó tốt lên dần dần giải quyết được chỉ cần 5% nữa nước đức sẽ đủ là dự trữ ga cho cả mùa đông ha dự trữ tới 90% rồi và bây giờ là nước đức đã dùng quyền lực Quốc hữu hóa toàn bộ Những cái công ty cung cấp năng lượng Cho nước Đức ha các bạn ha Mình tạm biệt các bạn Mình chúc rằng các bạn vẫn kiên định Với những kế hoạch các bạn đã đề ra ừ. Và mình luôn ủng ủng hộ các bạn Luôn đồng hành cùng các bạn Trong những cái kế hoạch đó Ha Tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và nhớ là Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình Nha các bạn चीज एपरेजाइन